Kính thưa quý vị, trong chương trình lần trước thì chúng tôi đã thưa với quý vị về một cái chương trình sinh hoạt cộng đồng sắp tới tại San Diego của chúng ta vào ngày 19 tháng 5 sắp tới tại Thư viện Linda Vista. Đó là buổi ra mắt hai tác phẩm rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay thì ông Đỗ Như Điện sẽ gửi đến quý vị những chi tiết thêm về hai cuốn sách này để mời gọi tất cả quý vị cũng như là quý đồng hương đến thật là đông đảo trong cái buổi ra mắt sách này. Mời ông Điện. Vâng, cảm ơn cô Vân Anh, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi thưa quý vị thì trong cái tinh thần mà sinh hoạt văn học nghệ thuật đấy thì chúng tôi ở đài radio đáp lời sông núi và một số thân hữu cũng như tủ sách tiếng quê hương sẽ có buổi giới thiệu hai tác phẩm tác phẩm thứ nhất là việt nam nỗi đau và niềm hy vọng của nhà văn trần phong vũ à, cuốn sách này viết về rất nhiều những vấn đề thời sự của Việt Nam đặc biệt trong năm 2016 và 2017 và cuốn sách thứ hai rất đặc biệt là những mảnh đời sau song sắt của blogger Phạm Thanh niên bởi vì cô này đã tù ở chế độ cộng sản và cô đã viết cuốn sách này cuốn sách này được viết bằng song ngữ tức là có cả tiếng Anh tiếng Việt và tất cả tiền bán cuốn sách này dùng để mà yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước và buổi giới thiệu sách sẽ tổ chức tại thư viện Linda Vista vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ bảy 19 tháng 5 2018 Chúng tôi mời quý thính giả cố gắng đến để yểm trợ cho công việc này để đặc biệt là yểm trợ cho những nhà đấu tranh ở trong nước đó là cái lời mời của chúng tôi trước đây chúng tôi cũng đã có thưa ở trên làn sóng này nhưng quý vị chưa nhìn thấy hai cuốn sách thì đây là hai cuốn sách mà chúng tôi sẽ giới thiệu vào ngày 19 tháng 5 cảm ơn quý thính giả cảm ơn cô Vân Anh Vâng thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa xin mời gọi tất cả quý vị đến với chương trình sinh hoạt văn học nghệ thuật buổi ra mắt 2 À, cuốn sách hai tác phẩm à, mà chúng ta không thể thiếu trong tủ sách của gia đình. Một lần nữa vào ngày 19 tháng 5, hôm đó là thứ bảy phải không ạ? À? Thứ bảy. À. Và lúc 12 giờ rưỡi tại thư viện Linda Vista à, của chúng ta. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị cũng cũng như là ông Đỗ Như Điện trong buổi ra mắt sách này. Xin đến ái, chào tạm biệt.